Xin chào các bạn, quay lại với video mới của mình nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cái mini game nhỏ để cho những bạn mà đang đăng ký kênh YouTube của mình, những bạn mà yêu thích X55 Shop thì các bạn có thể tham gia được hết nha. Thì cái chương trình mini game của mình làm nó đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần vào cái trang YouTube của bên mình. Đây các bạn, vào trang YouTube của mình. Các bạn gõ cái tên rất là đơn giản, X55 Shop. Đó. Bạn gõ vào X55 Shop, bạn kích vào cái kênh của tụi mình và các bạn nhấn nút đăng ký. Mình sẽ post cái video này lên cái kênh YouTube và các bạn kích vào video và các bạn để lại ba số cuối của chứng minh nhân dân hoặc là ba số cuối của thẻ căn cước hoặc là thẻ sinh viên, nói chung gì cũng được. Nhưng chúng ưu tiên cho những cái số mà nó có trong giấy tờ để khi mà các bạn nhận giải, mình biết được là bạn đúng là người thật việc thật đăng ký kênh để mình biết được mình trao cái giải cho các bạn nha. Thì lúc đầu á, thì mình định là đem những cái vật phẩm của shop như là mâm phuộc hoặc là mũ bảo hiểm để mình làm. Nhưng lỡ may các bạn không đi xe máy thì các bạn cũng có thể tham gia được, hoặc là các bạn có xe máy nhưng các bạn không thích độ xe, các bạn có thể tham gia được. Thì bây giờ là mình sẽ làm cái event vào thứ bảy hàng tuần, thì mình sẽ cho mọi người được cùng tham gia. Và cái giải thưởng bên mình á, là sẽ là tầm khoảng 2 triệu hàng tuần nha các bạn. Cứ thứ bảy là mình sẽ làm. Và 2 triệu đó là mình sẽ chia ra bằng tiền mặt. Nhưng tiền mặt đó các bạn nhận giải thì các bạn sẽ mua sản phẩm của bên mình, mà bạn lấy sản phẩm bên mình quy ra tiền mặt. Ví dụ là bây giờ là cái giải của mình á, là sẽ là 2 triệu đúng không? Mình chia cho giải nhất là 1 triệu, giải nhì là 700 và giải ba là 300. Đó, cái 1 triệu đó thì các bạn có thích cái lấy sản phẩm bên mình. Ví dụ như là bạn nói à, mình lấy nón bảo hiểm, bạn mua nó hai cái nón bảo hiểm thì giá tiền làm sao miễn sao là đủ được cái 1 triệu đó. Hoặc là bạn mua một cái nón bảo hiểm với là một chai nhớt, miễn sao là bạn quy từ cái tiền nó ra vật phẩm đó, bạn thích cái gì bạn lấy cũng được, miễn sao là tầm khoảng 1 triệu đó thì ok nha. Và cái cách thức của mình rất là đơn giản, mình chỉ làm ở trong kênh YouTube của mình và mình sẽ để những cái đường link ở tất cả các trang Facebook như hoặc là những cái trang cá nhân của mình hoặc là những cái trang của các chi nhánh của mình. Các bạn kích vào đường link đó, các bạn vào trong kênh YouTube và các bạn chỉ cần comment phía dưới cái video mà mình sẽ phát video này lên. Các bạn lưu ý nha. Và cái chương trình của mình nó sẽ làm hàng tuần để cho những bạn nào mà yêu quý X55 Shop hoặc là những bạn nào thích những cái sản phẩm X55 Shop, các bạn có thể là tham gia chơi cho vui. Và đừng quên nhấn một nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình, vì khi các bạn nhấn đăng ký có nghĩa là bạn đã tham gia chương trình thì mình mới trao cái phần quà đó cho các bạn. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ và tham gia. Và mình sẽ phát một cái video tiếp theo vào cái tuần sau, trước tuần sau. Ví dụ như là mình sẽ phát video vào thứ năm đi, phát video là vào thứ năm và mình công bố kết quả cho các bạn biết. Và mình sẽ quay random ở trên cái trang random.org đó các bạn. Mình quay random ngẫu nhiên. Và cái ví dụ như các bạn dự đoán cái số là 100 đúng không, ba số là 100 nhưng cái kết quả nó ra là 101 ví dụ vậy, thì mình vẫn công nhận cho các bạn nha. Không cần phải là chính xác, nếu các bạn mà chính xác thì quá tốt rồi, nếu các bạn nói chung là lề khoảng 1-2 gì đó thì mình vẫn trao cho các bạn. Mình chỉ tìm người gần đúng nhất hoặc là người đúng nhất, chứ không phải là mình tổ chức ra mình ai trúng thì mình mới tặng. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng cái phần 2 triệu đó mình sẽ phát cho các bạn trong hàng tuần, bạn hiểu không? Có nghĩa là bạn dự đoán gần đúng mình cũng trao luôn, nếu mà gần đúng. Lưu ý nha, chương trình nó rất rõ ràng. Thành ra là các bạn tham gia thì các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.